chơi sau đây là trò chơi liên hoàn. Mỗi người một vị trí, mỗi mâm đều có một trái dưa hấu chúng tôi đã bổ ra rồi. Người đầu tiên sẽ cầm cái mâm dưa hấu này, đứng lên đây. Trời ơi. Sau đó ăn. Ăn bao nhiêu miếng tôi không cần biết, nhưng không được dưới một miếng. Ok ok. Chẳng lẽ mình cắn xíu xong chưa cho bạn hai bàn. Sau đó là bắt đầu chúng ta nhảy qua. Cãi qua. Sao nó nhảy? Ơi, qua. Rớt miếng dưa hấu. Ơi, qua. Rớt một miếng dưa hấu. Chúng tôi sẽ đền bù gấp đôi. Dạ. Thứ hai bắt đầu ăn. Ăn bao nhiêu miếng tôi không cần biết, không được dưới một miếng. Ok. Nếu thương bạn thì ăn nhiều mà ghét bạn thì ăn đúng miếng. Rồi bắt đầu bưng cái mâm. Ồ, cái này mới căng nè. Trời ơi. Rồi bắt đầu chạy, vừa bưng vừa chạy. Bưng mâm. Cái này dễ. Xích sắt. Xích sắt qua hết những cái chướng ngại vật này. Cái này đổ là đổ hết nha. Đưa cho người cuối cùng. Người cuối cùng phải ăn hết. Sau khi ăn hết, để cái mâm xuống đây. Rồi bình thản đi lại cái hình vuông này. Bình thản nha. Bị no chạy đâu nổi. Bình thản ăn xong. Rồi ngửa mặt lên. Phun nữa. Không, trước khi phun. Phải. Ôi phun nữa. Tháng. Trời ơi, tôi có lỗi gì mà phải nuốt chừng đó chứ không? Dạ đấy. Rồi rồi phun. Chỉ phun giỏi. Ba, nhớ là chấm chỉ là 9, 4 hạt. Sai. Thời gian đội nào hoàn thành ít hơn rồi nó thắng. Bây giờ nè, hoa hậu ở đây. Vừa nghe xong mấy Ngân nói chị dạ đứng cuối cùng. Không, chị dạ đứng cuối cùng là hợp lý. Hoa hậu, bà đi cử ai? Ờ, Ngọc. Anh Tiến Lực. Rồi, em đặt cái gì? Chị em ra búa gì? Em ra kéo. Hai, ba. Hai, ba. Ngu. Hai, bố. Bây giờ quan trọng là chia vị trí nè, để tôi phân tích từng vị trí. Vị trí đầu tiên là phải cần có chân dài và sức khỏe dẻo dai. Vì sao? Rớt một phát là đứt bồ lên. Mấy cái này đặc biệt rất ngứa nha, dễ xảy ra tình trạng trầy trùa. Đúng. Trời ơi, ba tử rồi sao? Lái cái đó nó dễ hơn cái này, nhưng mà ăn một miếng không có vị trí đau đớn nhất là vị trí ôm trộn đau thương, là vị trí cuối cùng. Đúng rồi, như vậy không có cho được. Cho nên tụi tôi muốn xử lý nội bộ tiệm sầm. Đúng rồi, vậy mới vui. Ai thua thì ngồi xử lý nội bộ. Không không, mình cứ ai ra đầu tiên là người đầu tiên, rồi ai ra thứ mình phải vì đội thắng chứ. Không có gì cái gì hết. Bây giờ anh Luật anh không chịu. Nếu bây giờ á chơi như vậy đúng không, ai cuối là ăn hết nha. Ôi ôi, bình thường thôi, phải chơi cho đúng nha. Hai vị trí đầu là ít nhất một tiếng. Một hai ba. Ok. Đó là chốt. Hay quá, anh về vậy giờ đây. Đâu, đầu tiên mà. Đâu, không ra đầu tiên. Cái này nội bộ, cái này nội bộ, cái này nội bộ. Ai ra đầu tiên là Mỹ đâu nè, Mỹ đi này. Ai ra đầu tiên là tôi ra đầu tiên nè. Rồi, nhưng mà thắng, tụi em tính thắng mà chứ đâu. Ủa vậy thôi, vậy thì phải làm lại chứ. Trời ơi, không biết. Lại lại đi, bây giờ thắng ra. Thắng ra, thắng giao vậy chọn luôn. Được quyền chọn luôn. Nhìn em mới học màu xanh rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Một hai ba. Một hai ba. Wow. Anh làm vậy với chị mới làm lại. Vậy tức là Lan Ngọc là em nhất nè. Lan Ngọc em. Không thôi, phải em cái đầu đi. Thôi. Không. Anh Luật anh cuối rồi. Em muốn hại anh Luật một lần trong anh đời. Anh nói nghe. Cái đó đi á, nó không rớt mà nó ngã là ngã hết. Nè. Là double nguyên cái mâm luôn. Nó double cái này thôi. Ở đây mới double thôi. À không. Ôi trời, giống như là đóng nhau. Tôi nói trước, mấy em hại tôi, tôi sẽ ăn hết. Tôi ói, tôi hốt, tôi chét vô mặt mấy em. 3, 2, 1, go. Go. 4 miếng. Ít nhất là 1 miếng. 4 miếng. Ăn 4 miếng. Để cái này ra đó. Lại để nhiều quá cho cái mặt. Để lại đó. Thấy em thẳng quá Ngọc. Có ngày dứt khi thẩm chị động chị hoài à. Anh Vân ăn mẹ lên mất thời gian đó trời. Thôi kệ, từ từ thôi. Đừng có hết. Ăn 4 miếng đi. Ăn đủ hết. Nhưng mà tính thời gian. Ê, 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 được rồi. Tính thời gian mà. Ôi, ê. Lui ra. Giờ anh ăn 4 miếng anh thua. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh không nước miếng cho mà em phun. Anh không nói là đi qua mấy cái này còn rớt dư gấp đôi hả? Em ăn 6 miếng đi. Để em làm cho. Trời ơi. Thôi ăn 2 miếng mà. Đây làm rất ghi hình nó đẹp. Ăn cái này là nuốt hộp luôn. Mình được nhả. Còn mắm không? Rồi nhả không ạ? Ôi ghê, cái mắm hộp cái này 3 hộp nha anh. Xin cái mắm không đi. Này em ra cái mắm xong đựng vỏ. Ra cái mắm xong đựng vỏ. Ra vỏ vậy không? Em ra miệng cho ảnh mà. Ai mượn? Cái hộp nó dính anh ra. Anh nó lẹ lên thời gian kìa. Thôi kệ người ta đi. Cái cắm. Nước miếng chảy quá kìa ghê quá. Nước miếng anh chảy. Nò lắm. Dạ nò. Nò lắm.
Nãy giờ ăn trong kia no quá trời. Lo cái măng xong đừng dở. Em lấy. Thôi vậy chút rồi em ăn cái nửa miếng đó thôi nha. Đỉnh dữ rồi. Rồi bổ miếng. Trời ơi, đừng có chát em. Ăn kìa một miếng không kìa thì còn 6 miếng. Còn 6 miếng là anh ăn. Vinh, em ăn 11 miếng đi Vinh. Anh ăn giùm mỗi người một miếng luôn á. Cảm ơn em. Trời ơi, chẳng lẽ anh Vinh chơi vậy mà em không chơi đàng hoàng. Vậy anh Vinh em sẽ chơi hết sức mình kìa. Trời ơi, không có sao hả? Anh nhảy đơn giản. Thôi, không có sao chạy vậy đâu. Trời ơi, coi chừng nhiễu, coi chừng nhiễu cái HP. Trời ơi trời. Ghê quá. Gớm quá. Có hồn bầu, có hồn cái hồn dính lên mặt chị kìa. Sao anh Vinh nhảy dễ vậy ta? Chưa hết kìa. Quá ngồi vậy nè Vinh. Đi qua được không? Đừng nhảy, đi qua cũng được. Ủa rảnh quá vậy. Chị Ngọc với anh chị khóc luôn. Em nhảy thử. Tập luyện hả? Dạ em tập luyện. 4 miếng nha Ngọc. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời nước chảy kìa. Trời ơi, ghê quá anh tiến lực. Chị nhiễu lại 3 miếng này luôn rồi. Chạy kìa. Lao đi. Cười ra đi trời ơi. Ồ cái nước chạy xuống thơm lắm. Go ăn nữa đi. Ăn nữa đi. Miếng nào chảy ăn hết đi. Miếng nào chảy ăn hết đi. Chị phải chừa hộp lại cho ảnh. Để chút nữa anh ngậm hộp thôi vô. Chạy đi. Ăn hết cũng được. Go. Lái xe. Ồ, quá đơn giản. Nó có một miếng à. Bài. Cho bốn miếng. Rồi chuyền qua bốn miếng, chuyền qua bốn miếng. Chết rồi. Có hai miếng mà. Double là 4 miếng. Rồi. Dọn này. Khoan đã, đừng có dọn, đứng đây, đứng im đó luôn đi. Không chừng tới đây rớt nữa nè. Trời ơi, cầm lên tay. Cầm lên tay một tay. Hết giờ, nhanh lên nào. Thôi đừng chết. Từ từ thôi. Trời ơi. Mấy miếng hả? Sao? Thôi ăn cho sạch thôi. Trời ơi. Giờ đang chú ăn cái khổ dễ sợ. Đầu nóng đầu thang. Để em đau miệng cho anh. Nhớ chừa cái có hộp lại nha. Ăn đi nào. Ủa anh chừa lại miếng này đi. Đi ra đi. Đi ra đi. Ăn nổi. Cũng được còn chút đúng không? Có em Út nó lao miệng được. Đổ mồ hôi tráng quá rồi kìa. Miệng xong cái nó lao lên mặt. Bé dễ thương. Trời ơi hộp nó nhiễu ra kìa, ghê quá. Chừa mấy cái hộp là nha anh được. Để ngồi bẹp xuống, ngồi thế này cho nó rào. Bùm lên nữa thấy cái chán quảnh. Là xíu. Đúng rồi, ra xíu vậy. Mặt đầy sự hù hận. Tỏ không anh?
xuống anh Luật ơi, còn có 1 miếng nữa, chừa 3 hộp lại thôi anh Luật. Rồi, để xuống nào. Từ từ. Anh hốt hết mấy cái hộp anh nhả ra luôn kìa. Thêm miếng hộp nữa. Chữ hào. Cái tao miếng của em. Cái tao miếng của em. Cái tao miếng của em. Cái tao miếng đầu của em. Go go go. Thanh thản đi, thanh thản đi, thanh thản. Nói cái câu gì đó. Trời ơi, tại sao tôi gây nên tội gì? Em nói câu đó hả? Đó. Trời ơi. Trời ơi. Đúng hết hộn luôn. Khổ quá rồi. Rồi báo gạo đi. Một. Hai. Chưa được. Chưa được hộp nào. Chưa được hộp nào luôn. Nhẹ nhàng. Đưa cái lưỡi đưa lên đi. Lên trên rồi. Bệnh lên mặt anh luôn. Trời nó hết trơn rồi. Là mấy đứa em thấy. Mấy đứa em thấy. Đúng rồi, đúng rồi, ba cái là ba hồn lắm. Hai hồn. Rồi ok. Hai hồn. Anh khoan, khoan. Một hộp rưỡi thôi, anh cắn nó làm đôi rồi. Rồi đâu. Ba hộp rồi. Ba hộp. Thời gian chúng tôi đã ghi lại để lát nữa đo với đội kia, nếu đội kia cũng hoàn thành tương tự. Và bây giờ chứng kiến người ta. Xin mời. 2, 3. Thấy chơi kìa, fan đã nói rồi. Chị thấy chưa? Anh làm cái hành động đó chị. Rồi hai đứa. Cười người ta hả? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bắt tôi xem nhanh nào. 1, 2, 3. Rồi, thắng được chọn. Dạ, chọn đây. Rồi, vô. Dạ, mới học 7 tết con Lộc ăn à. 3, 2, 1, vô. Happy New Year gái. Happy New Year đó gái. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. New Year. Cô gái nói tiếng Anh rất là chuẩn. Happy New Year. Rất là dễ thương luôn quá trời. Sau này đại sứ danh dự bên nước ngoài bộ. Cuối năm mà khui xem bên Happy New Year mọi người. Không phải là Happy New Year rồi, mình muốn ăn sao ăn. Lẹ lên, ta đã khát khao ăn dưa hấu từ lâu lắm rồi. Chị Ngân cổ lên. Chị Ngân cổ lên. Đó, ăn phải ăn. Ôi, miếng này nè. Giống như là trợ lý vậy. Thôi mình giúp đỡ người ta đi anh. Người ta có công phát mình Happy New Year mà. Trời ơi. Trời ơi, giỏi rồi đây. Ai làm rớt là tự ăn nha. Biết vậy nãy em không uống nước rồi. Nhảy ra không có bước nha, nhảy nha. Nhảy nha. Chị, chị. Nhảy được ngoài nha. Nhảy được ngoài nha. Cặp hai tay. Cặp hai tay vô. Hoa hậu ơi, đưa cái mâm ra ngoài, nó nhiều trong mâm. Ngân em lau miệng em xong rồi em lau miệng dân đi. Ăn lên, lệ lên, lệ lên. Người ta lựa cái miếng mỏng mỏng, ta ăn thử lấy cái miếng cho dày vô. Chắc đang đói bụng. Hoa hậu ơi, đưa cái mặt ra ngoài, hoa hậu ơi. Hoa hậu cũng ăn nhiễu như người thường nha. Nhanh lên em, nhanh lên. 6 miếng. 4 miếng à. Rồi, ăn đi, ăn đi. Ăn cái này ăn gian nha. Ăn cho đàng hoàng. Em ăn phụ thêm cái nữa được không? Đó. Đúng ok, cái đó được. Nhanh nha em, nhanh lên. Không sao, từ từ không có gấp. Mất hoa hậu chứ không phải là chết đói mà ăn mà kiểu. Ăn từ từ thôi.
Buông vô lát chị già còn lấy hộp kìa. Thôi gấp gáp gì hết, cứ bình thường. Vô lại mấy miếng có hộp cho cứ chị. Cứ để cho nước nhiễu thoải mái. Nước hoa hậu quay nước thường thôi mà sợ. Ăn thoải mái. Anh lật để cho đội em mình, người ta tập trung người ta ăn đi. Cái này là bây giờ chiếc xe hư rồi là không có cầm xe nữa, mà cầm cái mâm là nhảy qua mấy cái trụ này đó nha. Rồi go. Rồi, miếng nữa. Ăn miếng nữa đi. Đủ rồi. Đủ rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ăn một miếng nữa, một miếng nữa đi cho chị già đi. Ngân ăn có 3 miếng rồi. Em ăn 4 miếng mà. 12 người, mỗi người 4 miếng. Hoa hậu thật là tuyệt vời. Đúng rồi, bỏ nó đi em. Đi, 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 đi. Rồi, đi, đi. Hay lắm Hậu ơi. Đừng nhấp té cho chị Ngọc nha em. Đó, ta đi vậy nó dễ hơn không? Trời ơi, thông minh lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nhìn người ta kìa. Không đi, đi vậy là đi sai hay rồi. Hay quá em ơi, hay quá. Dạ, với hợp bảy tết con làm ăn rồi. Đây, gầm cho em, gầm cho chị. Hãy xem tốc 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 độ sức chiêu của chị đi. Nè, có cái đường lưỡi khủng khiếp này nha. Ghê chưa? Thấy chị chưa? Thấy chị dạ chưa? Anh thấy trên đường người ta ăn nhanh như vậy kìa. Trời ơi, dân Bình Lợi mà. Nhà anh cũng vừa hấu ăn. Đừng để tao những gì bên ngoài nói chị cứ tiến tới tiến. Dạ đâu có dưa hấu đâu ăn đâu. Đúng rồi dạ ơi. Năm nào tới tôi cũng dưa leo không à. Hay quá dạ ơi. Hết bụng vô dạ. Rồi. Hay. Ghê thiệt. Hay quá chị ơi. Nè em lượn lên nè. Chị hớp vô một cái. Trời ơi, bên nhóm này ta chơi phải không? Người ta phối hợp, ta ăn ý luôn. Thôi cái hổng này của ai ai biết. Bên ta đi nhanh quá trời á. Ờ, bên ta làm gì cũng nhanh nữa đó. Người ta đi nhẹ nhàng khoan thai ấy chưa? Ngẩng mặt lên, trời ơi, tôi mắc tội gì? Nói. Trời ơi, tôi có lộc ăn. Phải phun nghe em ơi. Đó. Đúng rồi. Cái đó có miệng nha. Ừ, hôn vậy đó. Hôn nha, không có lừa lừa nha, cái này lừa nha. Cái đó lừa rồi em ơi, cái đó lừa rồi em ơi. Cái đó mới có một hộp ngay mép môi à. Đó, cái đó đúng, cái đó đúng. Cái đó đúng. Thôi, đồ có lại chơi với bốn hộp là không tính. Năm hộp không tính luôn. Sáu hộp nè, sáu hộp. Xong chưa? Quy định của chương trình là chỉ ba hộp thôi. À, yeah, dạ, còn một hộp nữa, đúng bên hộp này luôn dạ. Chị lắc đi. Lắc cho nó được. Lắc, lắc đi, lắc lại đi dạ. Hái bà đi dạ. Lên phục, lên phục. Trời ơi, gian quá. Lắc lắc. Ừ. Mất hai hộp rồi. Rớt một hộp rồi. Mất hai. Rồi. Mai mép môi chưa tính. Đúng rồi. Đúng rồi, đâu có dễ em. Ra đi. Đó. Ok. Hay quá. Đôi của tiếng luật 8 phút 29 giây. Rồi, cái gì mà ta. Đó rồi, đợi mình. Bắt đầu của mình 8 phút và 10 giây. Hồi nãy là đợi mình thắng. Thắng, bây giờ lại thắng, tỷ số là 2-0. Nói đứa mình đây xui mà. Nếu như hồi nãy mà không bị rớt là có thể thắng người ta rồi. Đúng rồi. Tại rớt không rồi cười rồi đưa tới đưa lui nữa. Thêm 2 miếng dưa. Rồi ăn thêm nữa. 4 miếng chứ 2 miếng đâu. Sao kỳ quá ha. Em. Em đâu có vậy đâu đúng không? Không được nói luôn á. Người ta ăn 6 miếng là còn có 6 miếng thôi. Có nghĩa là mình chỉ cần ăn 3 miếng hoặc là 2 miếng cũng được. Người ta đã gắn cho mình rồi. Để mâm lên cổ lái. Không ai chạy xe đi shipper mà để đồ ăn lên cổ lái hết. Rồi quẹo cua. Không, cái đó em chỉ cho không. Mình rất thông minh. Mình là một phụ nữ thông minh. Thiệt luôn á. Tại bên kia xào xáo quá. Thua lúc nào xào xáo em ơi. Tôi muốn hình phạt luôn. Không chơi gì nữa cả. Không chơi nữa. Chơi trò chơi tiếp theo ngay bây giờ thưa quý vị.